Lực lượng an ninh hôm nay làm việc rất là để em qua bên này, để em qua bên này. Đây là rất là đông YouTuber cũng như là những người stream thì mọi người đều hôm nay khá là trật tự tại vì có lực lượng an ninh á. Dùng lại, dùng lại, ờ đúng rồi, dùng gần lại vậy đó. Cảm ơn. Lấy ngay cái điện thoại, lấy ngay cái điện thoại để quay trên bàn, cái mà đang cắm sạc á. Dạ rồi, dạ rồi. Nói mà không có thông tin lạnh tại mất. Dạ. Tôi không tin được, chị không có tin được. Chị không, tại vì anh Tài là một cái người mà phải nói là ảnh rất là, lúc nào mình cũng thấy ảnh là một cái gì đó nó phải hiện hữu, nó phải trước mặt mình, nó phải nó với lại anh Tài là một người rất là chăm sóc sức khỏe. Ảnh là ăn uống rất điều độ và tập luyện thể dục thể thao, có nghĩa là mình ví dụ một người mà mình cảm thấy là họ sống hơi buông thả hoặc là có một cái bệnh hoạn gì mà mình cảm nhận một cái điều gì đó nó không có một cái dấu hiệu gì mà mình luôn luôn cứ không có nghĩ, nói chung là không thể nghĩ được cái chuyện nó xảy ra. Mỗi lần gặp anh Tài là rất là thích ôm tại vì anh rất là to, anh to lắm, mà Lan thì là một bà cha thì rất là sợ, nên là mỗi lần lần đầu tiên mà mình làm việc với anh cứ hai ngày 2-2-3 chứ tại vì là mình ôm anh đó, mình cảm giác như mình ôm ba mình, nên là mỗi lần gặp anh rồi lại rất là thích ôm. Ảnh tự nhiên bên mình nhưng mà khi gặp bên ngoài thấy anh Tài thì được, mình gặp anh Tài thấy sức khỏe ảnh cũng không có được như trước nữa, lúc gặp sẽ yếu, tại vì mỗi lần đi vào á, mỗi lần anh em nghệ sĩ xong diễn đi vào ngoài đường đi kiếm xoa rồi anh Tài thấy ảnh như rất là chết.
ta tình cầu.